Đâu vậy? Ý là có nhà mũi mà còn chích dữ vậy. Nó đứng sau lưng kìa. Nè. Đứng sau lưng kìa. Xạo nội mới thì... Thiệt đó. À, hello, xin chào toàn thể của chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Săn Ma TV nha. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể của chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của ông Đồng Vlog. Thì cả nhà thì hôm nay thì hai anh em tiếp tục quay lại cái khu ngôi mộ, ngôi lộc, cái ngôi miếu của ông già và nơi cái cây cổ thụ mà có cái hương linh mặc đồ trắng gọi cây mọi người. Thì coi như lần hai, một lần trước thì hai anh em đã đến đây và cũng có nhiều cái tình huống, nói chung là dùng mình đó cả nhà, chạy sắp dội cổ. Thì hôm nay thì hai anh em trở lại đây nữa để coi hôm nay như mình có quay được cái gì nữa không cả nhà. Mình không biết là tại vì biết sao, đặc biệt là khu vực này ta không có mộ và chỉ có miếu thôi. Nếu mà có mộ thì mình không biết là cái hương linh nó từ cái mộ nào, và đặc biệt là ở đây không có mộ thì mình nghĩ cái hương linh này họ từ cái nơi khác lại á, chứ không phải là ở đây. Vậy thôi. Thì cũng không biết như thế nào, thì bây giờ hai anh em đang theo dõi cái hương linh này cũng như đó, muốn giúp xem cái họ có cần mình giúp điều gì hay không. Nếu mà họ cần á thì mình có thể giúp được gì mình giúp đó ha, còn nếu mà không cần thì thôi, biết sao giờ. Thì giờ mình chỉ theo dõi cái hương linh này họ muốn gì thôi. Thì bây giờ thì coi như là xin mời cả nhà cùng theo chân của hai anh em mình đi vòng vòng những cái cây cao đây này cả nhà, để xem có quay được cái gì hay không. Rồi ok, thì mời mọi người cùng theo bước chân hai anh em mình khám phá cái chỗ này đến đây nha. Đi thôi mọi người ơi. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vào nha. Đây mình có miếu nè. Tại đây biết sao, cây có âm tùm quá cũng khó thấy. Bây giờ đi quay tâm linh mà giống như quay chim á, nhìn nó nhìn đọt cây không à. Ở đây có cây bự nữa nè mọi người, à, hai cây luôn. Quay trên này thấy gì không? Hôm trước là ngồi đây nè. Trước mình thấy nó ở trên cây rồi đúng không? Ở cái này nè, nó ngồi dưới cái đâu lúc này nè. Cái cây này mấy công chơi đông thầm lầm thầm ghê quá. Thì lần trước á mình đặt cái cam hướng này nè cả nhà, thì có hương linh xuất hiện hướng này, nhưng mà khi mình đăng lên đó thì có nhiều cô chú bảo là không thấy. Khi mình đăng lên đó thì nó qua cái chế độ HD gì đó, cho nên nó bị giảm cái độ sáng của video hay sao. Khi mình đăng lên mình quay sáng mà khi mình đăng lên nó bị tối lại, mình không hiểu nữa. Giảm cái độ HD á, cái độ phân giải. Cái độ phân giải bị tụt xuống.
biết sao không? Cửa đầu mình vô á, mình quay phía dưới á mà nó ngồi thình lình trên cây, còn hôm nay mình lại mình vô mình quay trên cây mà nó không thấy nó, là mình biết trước hay sao ta? Này anh thấy nó không? Thì cái nhà ấy thì bây giờ á mình đi vòng 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 khu vực này á, bây giờ không thấy. Thì có lẽ bây giờ mình sẽ đặt camera nha. Đôi khi nó sợ biết mình đến, biết mình đến á thì nó không có hiện ra. Mình sẽ đặt camera. Xem coi nó có hiện ra hay không nha. Thì nha, thì chỗ cái gốc cây mà nó ưa ngồi trên gốc cây mọi người, thì gốc đó nó ưa hiện ra, thì hôm nay hai anh em sẽ đặt một góc về cái hướng đó và hai anh em sẽ ngồi luôn phải không? Ngồi luôn, xem cái hương linh này có dám hiện ra chỗ cây hay không. Thôi ok, thì bây giờ mình sẽ tạm dừng máy để mình đặt máy mọi người. Rồi cả nhà, thì bây giờ hai anh em mình sẽ ngồi tại gốc cây này và đặt gốc camera. Thì có lẽ thì mình sẽ đặt cái camera cho nó quay hơi cao lên trên mọi người, cho mọi người thấy phía trên cây nhiều hơn, không biết mọi người thấy mình hay không nữa. Thì giờ mình anh xé bánh nó đi. Ủa có đem theo cái cây ngang mà để đốt mũi đó? Có nè, mũi lắm chịu nổi. Không, xé cái miệng thôi. Để cho bánh bọc được rồi. Xé bánh này luôn. Nấm đốt giang con mũi lên luôn coi. Bốc nấm độc rồi chết ra. Được, cái tiền này một chút mình đốt hay là đốt luôn? Đốt luôn, đốt luôn. Cái nhà này nha, ông mũi mình ở đây. Cọc. Thì không biết ở đây có bao nhiêu hương linh. Cũng không biết là ai cứ ngủ ở đây, thì hôm nay mấy con đến đây cũng như là cũng không biết là sự hương gì hiện diện của mọi người ở đây. Thì cũng có cúng nhang đèn, không có đèn, chỉ nhang bánh thôi, với một chút ít tiền vàng bạc ông bà ở đây có nhận được nhận. Để lên nó chạy tắt, để lên liền liền như nào. Dạ nóng thế, phỏng tay luôn. Lửa cháy gió táp. Để ngu quá, để chị ngược dưới gió chích cũng táp lửa nóng quá. Hỏi thôi, không khí thế cháy nhanh. Ui thật luôn rồi.
Thế. Ba này chạy mau cháy mau tàn. Cái củi. Không biết bên đó có cái gì mà thờ cái miếu đó ta. Theo anh nghĩ cái miếu đó là cái gì? Nếu mà bình thường không có cái gì đó là ai đâu lập miếu không? Cái miếu đó nhiều khi nó thờ thổ thần á. Thổ thần đất á. Chứ mà bình thường thì ai đâu thờ cái gì đây? Đi đâu lỡ đâu là có người ta giống như là treo cổ chết trong mấy chỗ này. Lập miếu rồi sao? Cũng không biết tại vì cái chỗ này mình đâu có biết gành đâu mà. Thì này mình cũng là mình chỉ là phỏng đoán thôi chứ mình đâu có dám chắc chắn đâu. Đấy vậy. Ý là có nhà mũi mà cũng chết dữ vậy. Nó đứng sau lưng kìa. Đứng sau lưng kìa. Xạo đội mới thì thiệt, thiệt đó. Thôi thằng đất á. Chứ mà bình thường thì ai đâu thờ cái gì đây? Đi đâu lỡ đâu là có người ta giống như là treo cổ chết trong mấy chỗ này. Lập miếu rồi sao? Mình cũng không biết tại vì cái chỗ này mình đâu có biết gành đâu mà. Thì này mình cũng là mình chỉ là phỏng đoán thôi chứ mình đâu có dám chắc chắn đâu. Đấy vậy. Ý là có nhà mũi mà cũng chết dữ vậy. Nó đứng sau lưng kìa. Nè. Đứng sau lưng kìa. Xạo đội mới thì thiệt, thiệt đó. Ở đâu rồi? Không thấy à? Trời ơi, tưởng tôi chả giỡn không à? Mới đứng đó đó. Đâu? Mới đứng sau lưng em nãy á. Ở ngay chỗ đó đó. Nè. Thiệt không? Thiệt. Tôi không thấy ta. Đứng sau lưng sao thấy được. Tao hết đồng dí chằng chằng. Ai để ý sau lưng nha. Làm chạy cũng cắm đầu luôn à. Thiệt mình còn tưởng giỡn. Tại mình mới ngồi cái đạp lên mình xuất hiện nhanh đi sao tưởng đâu giỡn. Chỗ này nguy hiểm quá, nguy hiểm. Bây sao ở đây cây cối um tùm, âm khí nặng. Biết sao? Cái cây cối càng um tùm á thì cái cánh mặt trời đâu xuống tới đất được đâu. Bởi vì cái âm khí nặng. Những cái tàn cây lớn á thì bình thường á những cái cây mình lớn mà có cái tàn lớn thì ưa có những cái vong hồn ma quỷ trú ngụ đó. Thấy nhìn kỹ kỹ à. Ở gì giờ?
Thì chứ mấy cái giỏng ban đêm mà ta cấm kỵ có ăn giỏng đêm á. Ở gì người ta cuốn hết à. Mà mấy cái chỗ đây giỏng nheo chứ. Ở dưới những cái thân cây mà lại để ban đêm nó nằm giỏng đưa ghê lắm. Ông ơi, nó gọi chảnh kìa. Nó gọi chảnh kìa. Ây, lấy đá trời đất ơi. Không có trúng đâu ông nội ơi. Có trúng ở đâu? Chỗ qua luôn hay sao á? Ừ. Để em leo chảnh. Đâu vậy? Ủa nó ngồi đây phải không? Ừ, ngồi trên đó đó. Nó tiêu. Nãy em thấy nó ngồi đâu đây nè. Mắt rồi, thấy nữa. Ừ, đứng dưới kìa Nguyên ơi. Ý. Ủa đâu rồi? Mới thấy đứng chỗ cái võng nè. Hồi nãy đứng cái đó đó. Cách mà ngồi đây là đứng cái đó đó. Giờ đứng nữa. Thôi, tụt xuống rồi sao cô té chết bà luôn á. Trời, nó có trúng đâu mà trời. Kìa quá. Nhà tự quay nè. Gì? Ây. Con gì? Ông có nghe thấy giống tiếng nít kêu á. Ừ, nghe cũng giống. Ê, ra tiếng nít à. Cái nó kìa, cái đầu nó kìa. Ủa, đứng cái đầu tôi luôn. Nó mất tiêu rồi. Nãy ừ nè hả? Ừ. Nãy đây Phước em thấy nó ngồi đây Phước đây em thấy thấy này thấy quay lại nhìn thấy trắng trắng à ghê quá trời ghê. Cái hướng này là chỗ này thường xuất hiện bởi vì ừ tại lần đầu tiên em ở đây là nó ngồi ở đây nè. Ngày sao vậy? Trời, bây giờ nó cứ xuất hiện vậy hoài mình đâu có biết đường đâu mà mình giúp nó được gì đâu. Bởi vậy. Phải chi mà ví dụ nó hiện ra mình là gần nó mà mình giống như là nó có thể giao tiếp được với mình á. Mình cũng có thể biết đường giúp phải không? Con này nó xuất hiện ra mình vừa thấy nó là biến mất.
làm gì cho mình biết á. Ừ. Còn cái này xuất hiện rồi biến là mình xuất hiện bất thần linh không à? Ví dụ mà hương linh có quan ức gì hay là có đối khác gì thì làm cách nào đó cho anh em mình biết để anh em mình giúp đỡ, chứ kiểu này thì anh em mình đâu có biết gì đâu. Chứ hiện mà kiểu như là hầu dọ không à, phải không? Anh thấy như là không có mấy an toàn ở đây. Giờ thôi anh em đi về. Thôi bây giờ thì anh em mình kết thúc clip đi, rồi anh em mình dọn những cái này đi về đi. Thì mọi người ơi, thì hôm nay mình đến đây cũng mục đích là để xem coi có làm được điều gì cho hương linh hay không, hoặc là hương linh họ có hiện ra để giống như là họ muốn mình giúp cái điều gì hay không. Nhưng mà nãy giờ hầu như là họ chỉ giống như là muốn dọa cho mình đi thôi, chứ không có cái thành ý, hoặc là không có cái gì để giao tiếp với mình hết. Cũng không biết bằng cách nào. Thì thôi, chắc là bây giờ chắc lẽ là anh em mình sẽ kết thúc clip nha. Thôi bây giờ vậy ha. Thôi, về. Chào người nha. Chào. Ở nhà nha.